Dạ rồi, ok chị học dốt nhất sinh đầu tiên. vô. Thì trong cái lớp học này chị thấy đúng như cô Sala nói là cái bạn bạn Long Châu ha, hoặc là có một cái bạn xuất sắc của cô Sala là đánh giá về cô Sala, tại vì chị cũng đăng ký lớp học online thì đây là lần thứ hai thôi, và lần thứ trước thì chị cũng bận quá và chị bỏ qua luôn, và chị cũng không có nghĩ là chị sẽ học bài, hoặc là chị tại vì chị cũng không thấy nó cũng không có cái gì mà để cho chị học trong đó hết. Và cái lần này thì chị thấy là giống như cái cách mà mình có thể là mình không có biết chi tiết, nhưng mà mình nhìn thấy ai đó nói sai thì mình biết. Ví dụ như cái cách mình quản lý làm đi, thì ở đây cô giáo cũng như thế, nghe qua giọng nói thôi thì cô cũng 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 chỉ được là cái điểm yếu của mình ở đâu. Và trong một cái bài trả bài thì mặc dù mình nghe giống như cô bạn Bích Châu hồi nãy đi nói rất là hay, nhưng mà cô phân tích là từ chữ X và chữ S nó ở đâu, ở chính giữa chẳng hạn, thì mình rất là thấm từng cái câu đó. Và mình nghĩ thì thứ nhất là chị sẽ học bài lại cho nghiêm túc, thứ nhì nữa chị sẽ trả bài cho cái level 1 này, và trong cái level 2 chị sẽ tiếp tục đăng ký cho tới khi nào mà chị sẽ cải thiện được và sẽ cố gắng là sắp xếp. Và cũng một lần nữa hy vọng rằng cái lớp mình sẽ cùng đồng hành đi vô chân và mình sẽ tiếp tục học. Ví dụ như ở đây bạn cô Nguyệt Ánh nè, cũng cũng giọng Đà Nẵng nhưng mà nói rất là hay, thì mình cũng ráng mình học theo cô. Rồi nữa bạn Bích Châu thì giọng Hà Nội chuẩn hay rồi, và bạn Ngô Lucy Ngô thì bạn cái gì đó nó rất là cuốn hút, thì chị cũng ráng chị học các bạn, và sẽ học như chị Ngọc Bích thì cũng cũng lên level của mình chị là ở lại lớp thôi, thì chị sẽ cố gắng cho bằng mọi người và hy vọng rằng cô giáo sẽ tiếp tục nhận vào cái level 2 sắp xếp. À, cảm ơn cô giáo, cảm ơn mọi người. Trời ơi dễ thương đúng không? Dạ rồi, cảm ơn chị Dung. Làm gì mà em không nhận với Yếu quá. chị. Thật ra thì chị phải cố gắng sắp xếp được thời gian. Còn nếu mà không có sắp xếp được thời gian thì em khuyên thật là không có nên học, bởi vì nó uổng tiền thêm mà. Và